xây ngưỡng này mà không vượt được mình. Cứ căng thẳng này không cần căng thẳng. Thì đánh vâng. Như này như là chuyên đánh bay, lối đánh cũng không khác gì chúng ta gì. Mình cứ gồng lên. Lần nào mà làm gì mình đâu. Đến quả 2, quả 3, quả 3, quả 4 em lại tiến vào. Chưa mình sẽ lùi ra tận đây. Xa lắm. Anh không chuyên một mày. Tiến vào bóng nó nhẹ, chứ không phải là nó mạnh đâu mà mình cứ lùi dần thôi. Lốp cũng xoáy. Lốp dễ. Ra bóng khó. Lốp nó lại chuẩn cho nó tròn tay. Ngày xưa quả đấy vào quả đấy xoáy. Nhớ phát huy quả giao bóng ngắn hay lên đều ngắn từ bắn bắn cả bóng thả. Còn thiếu tí từ hôm qua nữa. Ngoài nhiều chuyền xoáy lắm. Mà vài quả đầu nữa.
phải đánh phải